Nay mình sẽ hướng dẫn làm cái nơ vải dễ thương như này nhé. Cái cột thun bên sau này, cái loại này là rất chắc và xinh, cột tóc nửa đầu hay là cột cao, cột thấp đều xinh ha. Cùng cho mẹ cho bé đều được tùy họa tiết. Thì đầu tiên thì mình sẽ có cái vải để làm cái cột tóc tròn phía sau này, rồi cái vải để làm nơ này, và một miếng vuông để may chặn nữa này, kim chỉ thun. Và để cho nhanh thì mình đã may sẵn như cái video đầu tiên á, là đã may sẵn cái cột tóc tròn rồi ha. Còn cái hình chữ nhật thì mình sẽ như này, và mình sẽ máy vào hai cái đầu như này, ốp vào máy và mình sẽ lộn ra. Rồi mình sẽ lân cái đường nối nó vào giữa cái đường may này này, mình lân vào giữa xong mình gập đôi lại, và mình lấy kim mình khâu hai cái đầu này vào với nhau. Cái đường khâu này là để giấu vào cho nó đẹp thôi, nên mình chỉ cần khâu một đường ha. Mình sẽ dùng kéo mình tỉa đi những cái phần mà nó dư ra không đều nha, để cho cái đường này nó chỉ còn khoảng 0,2 này. Rồi mình lộn nó ra, mình sẽ đặt cái này vào giữa như này, cái điểm này vào giữa này. Đó. Mình dùng kim mình khâu lại. Ở đây thì mình dùng di băng này thì mình dán lại, di băng nó rất là chặt đấy, dán lại thì kiểu này cũng được ha, hoặc mình dùng chính vải của nó. Đây. Mình sẽ khâu lại. Cái khâu này rất là bền nhá. Mình dùng bao nhiêu tháng ngày nào cũng dùng cũng không sao hết đâu. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đặt nó lên đây, lên cái điểm lúc nãy mình khâu nối mối lại á. Dùng kim quấn xong rồi mình khâu, mình làm cỡ khoảng 3 vòng thật chắc ha. Nếu mà mình làm theo cách này á thì mình giặt vô tư, như nhà mình là mình cho vào máy giặt á. Này, cái này là mình trong set hoặc là mình cắt sẵn rồi nè, may một đường từ đây tới đây để hở một đường. Dùng bút nông cho nó kỹ ha. Rồi bây giờ là mình nhìn thấy cột tóc như này đúng không ạ, mình luồn cái này đây, nó là đây là hướng ấy nha, mình luồn nó ở đây. Rồi mình khâu giữa cái chặn này vào với lại là cái cột tóc. Mình khâu có khoảng 5 mũi ha. Khâu nó ngay ngang ấy, mà mình khâu ở vị trí nào cũng được, cứ miễn là cái chặn này nó dính với cái cột tóc. Mỗi lần khâu mình đưa lên mình quàng qua này. Rồi bây giờ nhá, mình sẽ bắt nó qua, bắt ngang qua đây này, cái này này đó, mình sẽ bắt ngang qua
ở đây mình may sẵn kín như vậy thì khi mà mình nhảy vào thì cái đầu này nó không bị lộ ra. Nhớ là chỉnh cho những cái kê nơ là nó vuông vắn. Rồi bây giờ mình sẽ khâu. À, vì cái quạt tóc này nó có rất là nhiều màu nên là mình có thể chọn chỉ màu hồng hoặc màu trắng hoặc màu đỏ để khâu, nó cũng vẫn là tẹp màu với lại là cái quạt tóc nhé. Nhưng mình khâu cũng giấu mũi, nó cũng không có lộ mấy đâu. Nó chỉ có cái đường sau này thì nó hơi một xíu xíu thôi. Nhưng mà muốn cho nó chắc thì mình phải khâu như này. Khâu luồn cũng được, nhưng khâu luồn thì nó không chắc bằng, nên là mình hơi lộ xíu xíu à. Đó, mình đưa vào ngay mép xíu 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 này nè. Rồi mình khâu ra. Thì mình sẽ khâu là hai bên này, mỗi bên hai mũi, hai mũi bắt, và cái này 5 mũi, tất cả là 9 mũi. Một vòng chữ U 9 mũi là cái cột tóc này nó rất là chắc. Rồi ha. Khi mà mình thấy là mình khâu tới đây nhưng mà chỉ của mình không còn đủ, vì mình không thể áng chừng trước chửi chỉ được, thì mình sẽ lại cắt chỉ ra và mình nối. Nhưng mà khi trước khi cắt chỉ ra thì mình phải khâu lên gút để nó cố định chỉ cũ lại. Nè. Mình luồn này, mình luồn vào trong để giấu chỉ. Đó, luồn vào bên trong cái này nè. Xong mình đâm ra. Vậy là giấu chỉ được rồi ha. Nhớ là khi mình làm chỉ thì đừng để cái gì nó dính vào, hoặc là chỉ đã bị thắt nút và nó không qua được. Đó. Cái đường ngang này là 5 mũi kéo. Cái đường kê 2, 2 mũi bên 2 nữa là khoảng 9, hoặc là mình làm nhiều hơn. Tùy mình có thấy nó đã đủ chắc chưa không? Khâu này, khâu cái chặn này vào. Với lại thân, không phải vào thân cái nơ nhưng mà vào thân cái cột tóc. Đó. Đó. Nhớ là dùng chỉ chắc chắc một xíu. Là do đây mình kéo mạnh quá chứ bình thường nó không có đứt đâu. Mình lại giấu chỉ lại. Mình lại luồn qua. Và mình khâu nốt cái mũi cuối cùng này. Rồi. Mình luồn qua giữa này để cắt chỉ. Kéo nó hơi căng một xíu để cắt, thì khi mình kéo xong mà cái chỉ nó chui vào trong. Rồi ha. Bây giờ là mình chỉnh. Mình chỉnh sao cho cái cột tóc nó đây, vuông vắn. Đây hai cái. Đó, thì mình dùng cái này. Cái này là ở bên ngoài nhá, ai thích thì order thêm. Cái vào như này thì cái cột tóc nó sẽ giữ được form và mình treo lên cũng đẹp, hoặc để đứng lên như này để xếp vào hộp cũng rất là đẹp ha.